Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 16 tháng 12 năm 2019. Tập đoàn X Offline Singapore tổ chức hội thảo ứng dụng nghệ thuật theo phương pháp STEAM trong giáo dục mầm non. Hội thảo được chia làm hai phần: huấn luyện cho giáo viên và thực hành tiết mẫu cho các bé 4 đến 5 tuổi tại trường. X Offline là tập đoàn giáo dục quốc tế cung cấp chương trình dạy tiếng Anh và kịch nghệ cũng như đào tạo giáo viên ở Singapore và nhiều quốc gia trên thế giới. Với mục tiêu giúp giáo viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh, các bé mầm non nâng cao khả năng sáng tạo, học tập trực quan và kỹ năng ra quyết định thông qua các chương trình giảng dạy của X Offline.